Vải sợi gỗ, hay còn gọi là vải gỗ, là một loại vải được sản xuất từ sợi cellulose của các loại cây gỗ sồi, khuynh diệp, bạch dương, thông, liễu, v.v. thay vì sử dụng sợi từ cây bông hoặc sợi tổng hợp như polyester. Quá trình sản xuất vải sợi gỗ bắt đầu bằng việc dùng phương pháp hóa học chiết xuất cellulose từ cây gỗ. Sau đó, cellulose sẽ được chuyển đổi thành sợi bằng cách nghiền, hòa tan và tái kết tinh. Cuối cùng, sợi gỗ được kết hợp và dệt thành vải. Vải sợi gỗ có một số đặc điểm đáng chú ý. Nó có cấu trúc mềm mại và mịn màng, tạo cảm giác thoáng mát và thoải mái khi tiếp xúc với da người. Ngoài ra, vải sợi gỗ cũng có khả năng hút ẩm tốt và thoát mồ hôi nhanh chóng, giúp duy trì cảm giác khô ráo và mát mẻ trong quá trình sử dụng. Vải sợi gỗ lúc đầu được sử dụng trong sản xuất quần áo, đặc biệt là trong các sản phẩm thời trang mùa hè và đồ nội y. Những năm gần đây, nó được ứng dụng trong ngành chăn ga gối nệm và nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ người tiêu dùng bởi các ưu điểm vượt trội mà sợi cốt tông hay sợi tổng hợp không thể có được. Và đây là các sản phẩm chăn ga gối cực kỳ mịn màng, mát mẻ, thông thoáng, yêu chiều giấc ngủ người dân Việt của thương hiệu chăn ga nệm Nhật Bản Narada Life.